việc gặp tôi hay không gặp, cô có lỗi gì đâu. Hôm nay với cương vị của bà hội đồng, cô đến đây để làm chi nữa? Thank you.
Cảm ơn cô. Cô nói rằng cô thất thiết là để lo cho tôi thoát khỏi an oan. Không, nhưng cô ơi, sống nơi hải đảo côn lôn, tôi đã học rất nhiều bài học. Đào là biến cả bò tay, rừng sâu đốn cùi, bao nhiêu đắng cay tuổi nhục đã quên lãng tôi rồi. Khác hơn cô lao tù trưởng gia nhìn lại cuộc đời, tôi không còn thân với bọn chủ điền đạo lòng nhân đức, với người ta điền nghèo khổ nữa đông. Tôi không ngờ, không ngờ gặp lại cô đây để nghe cô có đôi lời tâm sự. Phải vì tai họa của tôi, đó là vì gian sắc của bọn ác ma hào. Trắng đêm đã rõ chứ ban ngày, tội ác thì nó ở đây cũng như muôn ngàn thành nơi khác. Ôi cô à, trắng đêm đã rõ như ban ngày, cô khỏi tối công mà tìm ra duyên cớ. Dù lỗi ấy do cô gây ra hay là tai họa của tôi từ đâu đưa tới, mà cô không chịu thấy. Tôi không phiền ngài, không mong ngài phải ngồi để kể từ đây tôi với cô phải đành cam đứng đoạn ở lòng. Nhưng tôi buồn có một điều là giọt máu bỏ rơi bên cạnh của bà mẹ trong chiếc áo hội đồng. Nếu không nhờ anh em giúp đỡ tôi vượt cũng về đây thì thằng Luân, thằng Luân suốt đời cam chịu côi cút bơ.